Trong khi chị được mặc có mỗi áo sơ mi rất là mong manh, rất là lạnh lạnh, rất răng cắn trời ơi, cứ không biết tôi ăn ở sao mà đàn của tôi chơi kỳ quá trời lạnh. Xong rồi lựa một cái địa điểm á, cao thật là cao, xong rồi gió lông lông. Xong rồi ai đóng gì cũng được mặc áo lạnh, có mỗi mình kỳ thiên nhiên đóng không mặc áo lạnh gì hết, chỉ được mặc áo sơ mi. Là do áo nó ấm hay là do người người đưa cho mình cái áo nó làm cho mình ấm?